Xin chào các bạn. Như các bạn biết thì cái anh chàng Panther này là một trong những cái nhân vật đã xuất hiện trong cái phim Avengers Civil War nội chiến á. Thì không biết các bạn có thích cái anh này hay không, nhưng mà Gen thì Gen kiểu cực thích. Mới nhìn vô là mình kiểu nhớ tới cái tuổi thơ của mình, là nhớ tới siêu nhân, năm anh em siêu nhân mà cái thằng màu đen á. Đó, hồi đó thích mày đen màu đen lắm. Tuy thì nhìn thằng này thì không có liên quan gì tới cái nhân vật siêu nhân đó, nhưng mà cái hình tượng á, màu đen tuyền luôn, làm gợi nhớ, làm rất là thích. Nếu mà mấy bạn nào có cùng cái bậc tuổi với anh thì chắc chắn là sẽ biết năm anh em siêu nhân là ai, mà mà bây giờ nhỏ xíu thì cũng biết thôi. Thôi quay lại vấn đề này, thì giữa Marvel quyết định là khai thác cái anh chàng này, và thời gian vừa qua cũng có những cái teaser, và mới hôm qua đây thì xin nhận được cái thông báo là có cái trailer về cái anh chàng này. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái trailer này để xem cái bộ phim nó sẽ nói về anh này như thế nào ha. I've seen gods fly. I've seen men build weapons Một cái that I couldn't even imagine. Vương quốc nhỉ. I've seen aliens drop from the sky. Yeah. But I have never seen anything like this. How much more are you hiding? Hola. Let's go. Go. Phong cách trẻ hip hop rồi. Hồi lâu. Dạ. My son, it is your time. Show me my respect and bow down. Cô trai ơi, you get to decide what kind of king you are going to be. Don't freeze. Đen là công tử thì phải. Never freeze. The revolution will not be televised. Oh. Show me my respect. Wow. Mình thích cái nhạc nha. Bỏ đây thì thôi. The world's gonna start over. I'm gonna burn it all. What happens now determines what happens. Wow. To the rest of the world. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in. Vậy là có tới hai con báo đen. Hai con báo nữa. Một con báo đen và một con là một tím. Wow. Trời đất ơi. Cái gì coi Spider-Man ra gì nữa trời. Ủa gì cuối cùng là mấy con màu đen ra. What do you know about Wakanda? It's a third world country. Textiles, shepherds, cool outfits, all the front. Explorers have searched for it. Called it El Dorado. They looked for it in South America, but it was in Africa the whole time. I'm the only one who's seen it and made it out alive. Wow. The world is changing. Soon there will only be the conquered and the conquerors. Step into the spotlight. You are a good man. Step into the spotlight with a good heart. It's hard for a good man to be a king.
tình hình là sao nhỉ? Trailer quá dài. Mà nếu như trailer quá dài và nó cố ý muốn truyền tải khá là nhiều nội dung như vậy thì chắc hẳn là cái bộ phim nó cũng dài. Thường thì Sajin có cái cảm giác là má ơi sao cái phim này nó rơi vào cái trạng thái mà ru ngủ ta. Tại vì xét cho cùng thì những cái cảnh hành động cũng không có nhiều, nhưng mà sao đấy cũng không đến nỗi chán. Có thể chỉ là đoán thôi nha, thực thể là anh báo đen này là đang là vị vua rồi, phải rồi hàng đêm làm anh hùng ra để cứu dân cứu nước, rồi phải phải chống lại một cái thế lực nào đó, đại là chắc là vậy. Nói chung là cũng phải chờ phim ra coi thì mới biết. Nhưng mà đại loại là cái trailer thấy vừa tung ra đúng là có rất là nhiều điều để nói, nhưng mà bây giờ không biết nói gì đó. Ok, rồi Zen, hẹn gặp lại các bạn trong một cái trailer phim khác ha. Zen, tại Zen Phim, xin chào và hẹn gặp lại. À mà quên, đừng quên bấm vào nút subscribe và bấm vào cái chuông để nhận thêm nhiều clip của Zen nha.